Những lý do khiến bố tôi muốn vào nhà tôi ở. Ở nhà một thời gian đã, hôm nào con ra đón sau. Anh mới ra. Ở nhà nóng lắm. Ở nhà nóng bố cũng phải ở. Tao ở với ai? Ở bên này đây, Thư đi thôi. Bố mới về được hôm qua thôi mà đã đòi đi rồi. Hôm qua thế nào? Bố ở trong nhà mới ở nhà được một ngày thôi. Con nước đâu mà đưa cho mẹ? Ở nhà nóng lắm. Ở nhà nóng chứ vào trong con, bố lại bảo nhà con nó bận lắm, mày cho bố về. Nếu ở nhà mà không nóng được bố, ở đến lúc nào mày đón thì con mới đi. Không, bây giờ bố cứ ở nhà con được mấy ngày bố đã đòi về. Bây giờ vừa về nhà đâu có 2 ngày bố đã đòi đi. Thế làm thế nào? Con biết chú con xoay như trong trống, biết đâu mà lần. Đấy, mẹ xem bố thì ốm, mẹ đi bỏ đi như thế, không về tối nay đâu. Không về thì có cái thư rồi. Thư nó có nấu cái gì cho bố ăn đâu? Có, tí nữa nó nấu. Không nấu gì đâu, làm gì có cái gì mà nấu. Mẹ bỏ đi rồi ai nấu?